chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn, chị muốn chúng mình sẽ cùng ngược thời gian để quay trở về tìm hiểu một trong số những chuyện ngắn vô cùng tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Mỹ, nói về hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong mang trong mình lòng dũng cảm, kiên trung và một tình yêu vô cùng sâu sắc với đất nước và tổ quốc. Nói đến đây thì có lẽ là một số bạn đã đoán được ra tác phẩm mà chị muốn chia sẻ với các em là gì rồi, đúng không nào? Đó chính là Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Các bạn thân mến, nhà văn Lê Minh Khuê sinh năm 1940, quê ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tác giả này gia nhập thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kỳ này. Nói về sự nghiệp sáng tác của Lê Minh Khuê, trước năm 1975, các tác phẩm của bà thường viết về cuộc sống chiến đấu của tuổi trẻ trên tuyến đường Trường Sơn. Sau năm 1975, nhà văn bám sát những chuyển biến đời sống xã hội và con người trên tinh thần đổi mới. Và nói về đặc điểm trong giọng văn của Lê Minh Khuê thì chúng ta thấy rằng nếu như Nguyễn Quang Sáng được biết đến là một cây viết đậm chất Nam Bộ với những trang truyện có tình huống bất ngờ, tự nhiên và xúc động, Nguyễn Trung Thành thì lại nổi tiếng bởi chất văn viết về kháng chiến ở Tây Nguyên, đậm âm hưởng sử thi và cảm hứng lãng mạn, thì Lê Minh Khuê lại là nhà văn nữ tiêu biểu của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại với phong cách gần gũi, dung dị, chân thực mà gây ra sức ám ảnh lớn đối với bạn đọc. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với nhau lật dở lại những trang văn của tác giả Lê Minh Khuê, bởi vì chúng mình đều biết rằng những trang viết ấy không chỉ là sự khắc họa mà còn có ý nghĩa như ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt truyền đến thế hệ mai sau về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần quyết tâm bảo vệ Tổ quốc dẫu phải đối mặt với gian khổ hy sinh. Đó là truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê là một trong những tác phẩm đầu tay của nữ tác giả này, được viết vào năm 1971, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đang diễn ra vô cùng ác liệt. Câu chuyện này viết về ba cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom ở một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Ba nữ thanh niên xung phong thuộc tổ trinh sát mặt đường, nhiệm vụ của họ là quan sát khi địch ném bom, đo khối lượng đất đá cần phải san lấp, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm. Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ và những giây phút thanh thản mơ mộng, đặc biệt là gắn bó yêu thương nhau trong tình đồng chí đồng đội. Những ngôi sao xa xôi vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh bởi vẻ đẹp tinh thần của những cô gái tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bởi chất văn nữ tính, dung dị nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ của nữ nhà văn này. Và ở trong tác phẩm này thì sẽ có 4 phần các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị. Phần thứ nhất, đó là thông tin về tác giả tác phẩm thì chị đã cung cấp cho các bạn rồi. Phần thứ hai, chúng mình sẽ đi tìm hiểu về nội dung của tác phẩm này. Phần thứ ba, nếu như được, các bạn có thể chủ động tóm tắt lại câu chuyện này bằng lời văn của mình. Và phần thứ tư, khi đã nghe audio xong rồi thì các bạn có thể chủ động luyện tập với những đề văn thuộc tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê các bạn nhé. Nói về nội dung của văn bản này, chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần nhỏ. Phần số 1, đó là hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái thanh niên xung phong. Phần số 2 là điểm chung trong vẻ đẹp tâm hồn của những cô gái này. Và phần số 3 là vẻ đẹp riêng của mỗi cô gái. Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhé, được không ạ? Hoàn cảnh sống và chiến đấu của những cô gái thanh niên xung phong được diễn tả qua những trang viết của nhà văn Lê Minh Khuê như thế nào đây?
có thể thấy rằng đây là câu chuyện kể về ba cô gái Phương Định, Nho và Thao. Qua những trang văn như dòng nhật ký của nhân vật Phương Định, hoàn cảnh sống và chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong dần hiện lên rõ nét trong mắt người đọc. Giọng kể thì cứng cỏi, dứt khoát, mà tại sao lại khiến cho người đọc vẫn cảm thấy ám ảnh những tháng ngày ác liệt ở nơi cao điểm này? Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn, hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc, những tảng đá to, một vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó han gì nằm trong đất. Đó là nơi trọng điểm đánh phá của giặc. Quang cảnh hoang tàn, không khí lúc nào cũng căng thẳng bởi mùi thuốc nổ, thuốc súng, khói bom. Một hoàn cảnh khắc nghiệt và đầy rẫy những hiểm nguy, nhưng chẳng thể làm chùn bước ba cô gái của tổ trinh sát mặt đường là Phương Định, Nho và chị Thao. Họ đã sống, đã chiến đấu kiên cường trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Được miêu tả bởi Phương Định, một người trực tiếp sống trong hoàn cảnh này, mọi chi tiết của đời sống trong tổ trinh sát mặt đường đều hiện lên rất chân thật, như những mảnh ghép xám đen của hiện thực chiến trường. Nó thách thức sự sống của con người và dường như nhiều khi đẩy con người đi qua giới hạn của sức chịu đựng. Có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Câu văn ngắn gọn, đơn giản đã làm toát lên nhịp sống căng thẳng nơi chiến trường ác liệt. Cái gì cũng thật nhanh, việc gì cũng thật gọn, dù là phá bom hay là cái chết. Trong một hoàn cảnh sống gian khổ và hiểm nguy như thế, không, công việc của ba cô gái cũng không hề dễ dàng. Khi có bom nổ, họ phải chạy lên cao điểm, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đến bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Rành rẽ từng công việc như vậy, nhưng có điểm chung là trong tất cả những thao tác ấy thì thần chết luôn trực chờ. Nhiệm vụ càng quan trọng thì lại càng mạo hiểm, gian khổ và hy sinh. Những cái xảy ra hàng ngày, máy bay rít, bom nổ, nổ trên cao điểm, cạnh cái hang này khoảng 300 mét. Từng ngày làm việc với bom đạn là từng ngày kề cận với cái chết, căng thẳng như những gì Phương Định cảm nhận được. Ban ngày chạy lên cao điểm không phải chuyện chơi, thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong những ruột quả bom. Chính Phương Định cũng từng bị thương bởi mạo hiểm với thần chết, một vết thương chưa lành ở miệng đùi. Quả thực, những công việc nơi chiến trận không chỉ đơn giản cần niềm đam mê hay sự trách nhiệm, mà nó đã trở thành nhiệm vụ đòi hỏi người thực hiện cần nhiều lắm sự dũng cảm, bình tĩnh và can trường. Có thể thấy rằng là mỗi cô gái thanh niên xung phong trong tổ trinh sát mặt đường là Nho, là Thao, là Phương Định đều mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng. Sống trong một cái hoàn cảnh gian khổ và ngặt nghèo như thế, nhưng họ vẫn mang trong mình một cái tinh thần chung, đó là tinh thần của những thanh niên Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt, mà giống như nhà thơ Thanh Thảo đã từng ghi lại trong những dòng thơ của mình: chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Có những tuổi 20 đã làm nên mùa xuân cho tổ quốc như thế, có những đóa hoa đang nở độ đẹp nhất vẫn luôn hiến dâng hương sắc cho đời, hay như cách liên tưởng của Lê Minh Khuê, có những vì sao vẫn luôn tỏa sáng lung linh, góp thêm ánh sáng của đôi mắt trẻ, trái tim hồng để thắp sáng bầu trời dân tộc đang bị bóng đêm chiến tranh che phủ. Đó là Phương Định, là Nho, là Thao, là những ngôi sao sáng mãi trên trang văn và sống mãi trong trái tim của độc giả. Ba cô gái thanh niên xung phong với tuổi đời còn rất trẻ, mới vừa tròn 18 đôi mươi thôi, vì nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà đã tình nguyện rời xa gia đình, xung phong lên đường vào chiến trận, nơi ranh giới của sự sống và cái chết thật đỗi mong manh. Họ mang trong mình phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong giàu tình yêu nước và không quản ngại hy sinh gian khổ.
với các chị, các anh, chiến đấu không phải là ép buộc mà là một lựa chọn vinh quang, là nhìn thấy khao khát làm nên những sự tích anh hùng trong tên gọi của nhiệm vụ. Nếu như người chiến sĩ ngoài mặt trận trực tiếp cầm súng chiến đấu rất cam go khốc liệt, thì những cô gái trinh sát mặt đường cũng hàng ngày bước dưới mưa bom bão đạn. Thần chết thì luôn luôn lẩn khuất đâu đó không ai biết trước được. Nhưng Phương Định, Nho và Thao đều không vì thế mà chùn bước sợ hãi. Ba cô gái vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, chạy lên cao điểm thường xuyên để đảm bảo tuyến đường thông suốt. Cứ có lệnh là họ lên đường bất kể là trong tình huống nào. Tinh thần chung đáng quý ở ba cô gái này chính là sự trách nhiệm, can đảm và nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ. Từ bao giờ chị Thao, Phương Định và Nho đã giống như một khối thống nhất ý chí, nhiệm vụ đến nhanh chóng phân công từng công việc và chấp hành. Họ đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với khó khăn nguy hiểm về mình. Tôi, một quả bom trên đồi, Nho, hai quả dưới lòng đường, chị Thao, một quả dưới chân hầm ba e cũ. Nhà văn Lê Minh Khuê không dễ dãi hay đơn giản ca ngợi phẩm chất của ba cô gái này đâu, mà đã đặt họ vào trong cái hoàn cảnh đối diện với hiểm nguy để thấy được những vẻ đẹp trong chính tâm hồn của những cô gái này. Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng một cái chết mờ nhạt không cụ thể. Bởi cái quan trọng hơn cả mà họ quan tâm đến là liệu mìn có nổ, bom có nổ không, không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai. Là hoàn cảnh đã sản sinh ra những con người như thế, hay vốn dĩ bản tính từ khi sinh ra họ đã cứng cỏi và kiên cường, cũng không ai rõ nữa. Chỉ biết rằng ba cô gái luôn ngời sáng một tinh thần mạnh mẽ, dũng cảm đến phi thường. Đối mặt với nhiệm vụ khó khăn và hiểm nguy như vậy, thế nhưng tình đồng chí giữa họ vô cùng gắn bó keo sơn. Từ cuộc sống hàng ngày đến những phút giây căng thẳng khi làm việc, họ đều thấu hiểu nhau. Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó. Tình đồng chí đồng đội xuất phát từ những tương đồng trong suy nghĩ và tâm lý của những cô gái mới 19 đôi mươi. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hồn nhiên, cùng nhau mơ mộng, quan tâm và chăm sóc cho nhau rất chu đáo. Nếu không yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, thì chắc hẳn trong những câu văn miêu tả của nhân vật tôi, chính là Phương Định, đã không chan chứa nhiều tình cảm đến thế. Nho chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra, cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn. Tôi muốn bế nó trên tay, trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng. Khi Nho và chị Thao đi trinh sát trên cao điểm, Phương Định đã bồn chồn lo lắng đến nỗi cắt lên trong điện thoại: "Trinh sát chưa về." Bởi không có gì cô đơn và khiếp sợ hơn khi bom gào thét chung quanh mà không nghe một tiếng trả lời nào dưới đất. Dù chỉ một tiếng súng trường thôi, con người cũng thấy mênh mông bên mình một sự chở che đồng tình. Cảm giác đó giống như thấy mình có một khả năng tự vệ rất vững vậy. Khi Nho bị thương, Phương Định và Thao đã rất lo lắng, băng bó và chăm sóc cho Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt trong nhà, và cảm thấy đau hơn người bị thương. Hình ảnh chị Thao lúng túng chẳng biết làm gì mà lại rất cần làm được việc vì lo cho Nho mà lại sợ máu. Hình ảnh của Phương Định khi cẩn thận rửa vết thương cho Nho, tiêm cho Nho, tất cả đều khiến cho bạn đọc vô cùng xúc động. Một vẻ đẹp khác nữa mà chúng mình cũng có thể cảm nhận từ ba nhân vật này, đó là tâm hồn lạc quan yêu đời nhưng cũng rất nữ tính của ba cô gái. Công việc hiểm nguy là thế, nhưng ba cô gái vẫn nói về nó rất bình thản. Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Bằng tinh thần lạc quan, họ tìm thấy niềm vui và sự hóm hình trong nhiệm vụ giữa chiến trường ác liệt. Có khi bò về trên cao điểm chỉ thấy hai con mắt lấp lánh, cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen. Là những cô gái trẻ, trong trái tim vẫn tràn trề những cảm xúc. Họ nhiều ước mơ và nội tâm cũng vô cùng phong phú. Họ thích làm đẹp cho cuộc sống của mình ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt. Nho thì thích thêu thùa này, chị Thao thì chăm chép bài hát, Phương Định thì thích ngắm mình trong gương hay ngồi ôm gối và hát.
Cả ba cô gái đều hồn nhiên với niềm vui con trẻ trước cơn mưa đá vụt qua. Và trận mưa đã trở thành sợi dây nối dài quá khứ, hiện tại và những ước vọng mai sau của họ. Từ cơn mưa đá, bao nhiêu kỷ niệm sống dậy trong tâm trí. Những cảm xúc hồn nhiên trở thành điểm tựa giúp họ thêm vững vàng, tiếp thêm cho họ sức mạnh vượt qua những khó khăn, nguy hiểm trong cuộc chiến đấu. Có thể thấy rằng những vẻ đẹp mà Lê Minh Khuê viết nên về ba cô gái này đã để lại những ấn tượng vô cùng sâu đậm ở trong lòng bạn đọc. Và đặc biệt là Phương Định, nhân vật chính nhất, cũng chính là nhân vật đã kể lại câu chuyện này. Đúng không ạ? Là nhân vật có lẽ sẽ để lại cho bạn đọc nhiều ấn tượng nhất. Thế nên chúng mình cũng sẽ cùng với nhau tìm hiểu sâu một chút xíu về nhân vật Phương Định các bạn nhé. Phương Định là một cô gái trẻ xung phong vào chiến trường, từ đó tôi luyện cho bản thân mình những phẩm chất anh hùng dũng cảm, luôn có một tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cô là tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc. Cũng giống như những cô gái Hà Nội 19 đôi mươi, Phương Định cũng có thời học sinh hồn nhiên và trong sáng, có những ngày bình yên hạnh phúc bên mẹ, bên gia đình. Nhưng khi Tổ quốc gọi thì đó là lúc mà Phương Định xung phong lên đường. Vào đây mới được 3 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để Phương Định quen với bom đạn, chiến đấu và hy sinh. Cô nói về công việc của mình: "Việc của chúng tôi là ngồi đây, khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom." Đó là những công việc hết sức nguy hiểm. Thế nhưng lại được cô nói một cách vô cùng gọn gàng, nhẹ như không. Điều này thể hiện phẩm chất dũng cảm, anh hùng của nhân vật. Công việc ấy dù có gian khổ và nguy hiểm nhưng với Phương Định, được sống, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, cô coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và là niềm hạnh phúc thiêng liêng của bản thân mình. Trong công việc phá bom, Phương Định luôn thực hiện cẩn thận với một tinh thần trách nhiệm cao. Khí phách anh hùng và lòng dũng cảm của cô thể hiện rõ nhất khi cùng đồng đội tham gia vào nhiệm vụ phá bom. Trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt, mỗi ngày địch trút bom từ 3 đến 5 lần, nên phá bom là công việc thường xuyên của cô. Nhưng mỗi lần phá bom đều rất căng thẳng. Từng cảm giác nhỏ nhất của Phương Định đã được nhà văn miêu tả hết sức tinh tế. Khi đi đến bên quả bom, cô không đi khom, khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Khai thác chi tiết này, nhà văn muốn ca ngợi tư thế tuyệt đẹp của con người Việt Nam khi ra trận. Một cô gái nhỏ bé nhưng không hề run sợ trước bom đạn của kẻ thù. Ở bên quả bom, Phương Định phải làm nhiều động tác, đào lỗ chôn thuốc mìn, dòng dây cháy chậm, châm ngòi, lấp đất rồi chạy về nơi trú ẩn. Những khi lưỡi xẻng chạm vào vỏ quả bom, cô phát hiện vỏ quả bom đang nóng lên mà không rõ nguyên nhân. Nguy hiểm lắm, căng thẳng lắm, nhưng Phương Định vẫn bình tĩnh và thao tác cẩn trọng tỉ mỉ, thành thạo theo đúng mệnh lệnh của chỉ huy chị Thao. Chờ quả bom nổ, đây là giây phút căng thẳng nhất. Và trong cô còn có thêm sự lo lắng, nhỡ thuốc mìn không nổ phải chôn lại lần thứ hai, thì trong khi quả bom kia đang nóng lên, nguy hiểm nhân lên nhiều lần. Trong khi cô đã nghĩ tới cái chết nhưng rất mờ nhạt, chưa bao giờ cái chết trở thành nỗi ám ảnh đến mức cô phải lo lắng trằn trọc. Vì với cô, dù phải hy sinh, cô cũng quyết tâm phá bằng được quả bom. Cô đã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ lên trên cả mạng sống của mình. Lòng dũng cảm của Phương Định, của những cô gái thanh niên xung phong đã ngời sáng trong khói lửa của bom đạn. Cũng như nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng ca ngợi chiến công của những nữ anh hùng trên con đường Trường Sơn huyền thoại trong bài thơ Khoảng trời hố bom của mình: "Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương, cho đoàn xe kịp giờ ra trận, em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa, đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom." Những tưởng bom đạn chiến tranh sẽ khiến cho tâm hồn và cảm xúc của những cô gái thanh niên xung phong trở nên chai sạn. Thế nhưng Phương Định vẫn hiện lên trong mắt của bạn đọc với hình ảnh của một cô gái Hà Thành trẻ trung xinh đẹp. Phương Định mang những nét đẹp duyên dáng và yêu kiều, một cái cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn, hai bím tóc dài, mềm mại, đôi mắt dài dài, màu nâu hay nheo lại như trói nắng, cái nhìn xa xăm.
Vẻ đẹp của Phương Định đã cuốn hút bao chàng trai, chính cô thừa nhận. Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe cứ hay hỏi thăm tôi. Cô cũng có cách cư xử rất ý nhị, kín đáo, kiêu kỳ của con gái Hà Thành. Phương Định nhạy cảm, biết được nhiều anh lính để ý, nhưng cô chưa dành tình cảm cho ai. Cô không săn sóc vồn vã như những cô gái khác. Vào chiến trường, sống ở cái nơi mà cái chết luôn cận kề, nhưng lúc nào Phương Định cũng giữ vẹn nguyên những nét đẹp trong sáng của người con gái mới lớn. Cô thích làm duyên, làm điệu, ngay giữa chiến trường khốc liệt. Thích ngắm mình trong gương, thích ngồi bó gối mơ màng. Cô thích hát, hay hát, tự bịa ra cả lời bài hát, hát trong mọi khoảnh khắc như chưa bao giờ nghe thấy bom rơi đạn nổ. Tôi thích nhiều bài, những bài hành khúc bộ đội hay hát trên đường, những ngả đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại dịu dàng, thích ca chiêu xa của Hồng quân Liên Xô, thích ngồi bó gối mơ màng, về đây khi mái tóc còn xanh. Đó là dân ca ý trữ tình, phải lấy giọng thật trầm. Tiếng hát của cô át tiếng bom, át cả đau thương, gian khổ và hiểm nguy. Đó là hình ảnh thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời, niềm tin yêu cuộc sống của nhân vật này. Phương Định còn là một cô gái rất giàu tình cảm, giàu tình đồng chí đồng đội. Từ dã thủ đô dấu yêu để về, để vào với mảnh đất Trường Sơn, Phương Định luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm cho những người đồng đội của mình. Cô yêu mến, khâm phục tất cả những chiến sĩ cô gặp đêm đêm trên mỗi bước đường ra trận. Cô coi họ là thần tượng, là những người dũng cảm, thông minh và can đảm nhất. Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. Họ là động lực tiếp cho cô thêm sức mạnh mỗi khi làm nhiệm vụ. Gần gũi hơn, Phương Định dành nhiều tình cảm nhất cho chị em ở trong tổ trinh sát mặt đường của mình. Cô kể về họ bằng giọng kể đầy thân thương trìu mến và hiểu họ một cách sâu sắc. Cô coi Nho và Thao như người thân trong gia đình, khâm phục và ngưỡng mộ sự bình tĩnh đến phát bực của chị Thao. Cô hiểu tất cả những điểm yếu, những lo toan đang quay cuồng trong đầu óc chị. Cô nhìn nhận và coi Nho như một đứa em gái đáng yêu. Nho bị thương, cô sẵn sàng làm tất cả, chăm sóc cho Nho như một người em, như một nữ y tá dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Nhìn vào mắt đồng đội, cô hiểu được tất cả những suy nghĩ thầm kín trong lòng họ. Tình đồng chí, đồng đội đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, xoa dịu trong cô gái trẻ này nỗi nhớ gia đình, người thân và cũng là động lực để cô chiến đấu dũng cảm hướng về ngày mai hòa bình. Hình tượng nhân vật Phương Định là một trong số những hình tượng đã thể hiện rất rõ cho những lời thơ mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết trong thi phẩm của mình. Có biết bao người con gái con trai cùng chúng ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm xa đất nước. Bên cạnh nhân vật Phương Định thì trong nhân vật này, chúng ta cũng có nhân vật Nho và nhân vật chị Thao là hai nhân vật cực kỳ đáng để chú ý. Thế nên nếu như các bạn cảm thấy là chúng mình muốn nghe thêm audio về nhân vật chị Thao hay là nhân vật Nho thì có thể phản hồi lại giúp cho chị nhé. Còn trong khuôn khổ của audio ngày hôm nay thì chị chỉ chia sẻ với các bạn những cái phần kiến thức chính đó thôi. Hy vọng rằng là các em cũng đã hiểu thêm về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê. Chị hân hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio tiếp theo của chúng mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!